Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, ngọn lửa xuất hiện từ tầng 1 cửa hàng điện lạnh Hưng Thịnh ở tổ dân phố 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Ngay khi đám cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã điều 3 xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Mặc dù có sông trước nhà và trời mưa lớn, lực lượng chức năng vẫn gặp nhiều khó khăn và mất hơn 2 giờ để khống chế hỏa hoạn. Tại hiện trường, căn nhà cháy ám khói đen, bên trong nhiều vật dụng bị thiêu rụi, phía trước cửa tấm quảng cáo cháy trơ khung. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Định cho biết căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà ở kết hợp kinh doanh, rộng khoảng 40m². Thời điểm cháy, 4 người trong nhà đã kịp thoát nạn sang nhà hàng xóm. Cửa hàng này hoạt động được 2 năm, ngoài kinh doanh điện lạnh còn bán thiết bị về phòng cháy chữa cháy.